Con đang ăn gì con à? Ăn bánh xào bí. Ăn gì? Bánh xào bí. Xào nha. Bánh xào bí. Con ăn gì? Sao con ăn là con lại đeo đội mũ bảo hiểm? Tại đây là 4 chục ông 22 năm anh cho 4 chục. Mời mọi người ăn sáng. Mời mọi người ăn sáng. Mà nhớ nói con nói mọi người như nào đăng ký vào kênh của con nhỉ? Rồi ăn cứ kênh đâu có đen ăn được rồi. Con làm như nào con rồi bấm nói mọi người bấm như nào con ơi. Vợ đinh từ nhỏ ra viên nhỏ vợ đinh đông. Thế con đang ăn món gì rồi? Món phở khô tiêu. Phở khô tiêu. Thế tại sao con lại đeo đội mũ bảo hiểm? Ăn cho nó ngầu. Cho nó ngầu hả? Thế còn cái gì nữa nhỉ? Còn cái gì? Trời ơi. Con nói đấy, nói mọi người đấy. Còn cái quần gì nào? Con đuôi hay con què gì nào? Con đuôi. Con đội mũ bảo hiểm của mày luôn này. Giờ đến lượt đội mũ bảo hiểm của mày đấy. Thế thôi thì chào và tạm biệt mọi người đây, mọi người ủng hộ cho kênh này. Cảm ơn mọi người ủng hộ cho mình nha. Xin chào tạm biệt nha.